tiết lộ đến chị em 5 mẹo giúp chúng ta đánh bay quầng thâm mắt, trả lại một cái làn da tươi tắn, trẻ trung và trẻ hơn độ tuổi thật cho chị em. Bởi vì quầng thâm mắt nếu mà chúng ta gặp phải, nó sẽ khiến làn da chúng ta trông nó bị già nua đi hơn, trông mặt chúng ta nó rất là buồn, mặc dù cái làn da mặt của chúng ta nó có thể đẹp rồi. Tuy nhiên trước khi bước vào phần này thì đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới nha. Rồi điều đầu tiên là hãy kiểm tra xem cái quầng thâm mắt của mình nó đang ở cái vấn đề nào, bằng cách là chúng ta sẽ kéo căng cái phần này ra. Nếu khi chúng ta mà kéo căng cái phần này ra này, thấy rằng là cái quầng thâm của chúng ta nó giảm đi hoặc là biến mất, thì đây nó chính là do cái cấu trúc của cái bọng mắt của chúng ta. Vì vậy cái này thì rất là khó có thể thông qua việc bôi thoa hàng ngày, bắt buộc chúng ta cần phải là can thiệp vào xâm lấn. Đó, còn nếu như mà việc chúng ta mà kéo căng như này mà thấy rằng cái quầng thâm mắt nó không hề có sự thay đổi gì cả thì hoàn toàn có thể áp dụng theo những cách ở phía dưới đây. Bước đầu tiên là hãy có cho mình những cái sản phẩm kem mắt. Tất nhiên rồi, Hưng thường hay chia sẻ rằng là kem mắt là chúng ta phải dùng từ độ tuổi 25. Tất nhiên là việc dùng kem mắt nó không khiến rằng mắt của chúng ta đang nhăn mà hết nhăn ngay, mà đây được gọi là dự phòng. Và ngoài ra chúng ta sẽ có hai loại kem mắt có thể sử dụng. Thứ nhất này, nếu chị em đang ở độ tuổi trẻ này, tức là khoảng tầm 25 tuổi, khoảng tầm dưới 30 tuổi, thì có thể chỉ cần những kem mắt cơ bản có thành phần dưỡng thôi. Nó sẽ là nhẹ nhàng với làn da và có thêm cái thành phần dưỡng ẩm sâu hơn, chúng ta bôi thoa. Khi mà làn da mắt của chúng ta này, thứ nhất này là cái vùng này nó không có tuyến mã nhờn hoạt động, rất là ít thôi. Do vậy thì nó sẽ bị xu hướng khô hơn và dễ nhăn hơn vùng này. Khi chúng ta dài có phải vùng này sẽ nhăn nhiều hơn, bị bọng, bị quầng thâm nhiều hơn. Và vì bôi thoa vào sẽ hỗ trợ là cấp ẩm cho cái làn da mắt của chúng ta, nó sẽ mềm mại hơn, nó sẽ sáng hơn, loại bỏ quầng thâm. Thứ hai là nếu chúng ta đã ngoài độ tuổi 30 và có thể trên làn da xuất hiện quầng thâm thì nên lựa chọn cái kem mắt có chứa các thành phần là vitamin C và retinol. Nhưng tuyệt đối là không được bôi cái vitamin C và retinol ở cái da mặt chúng ta bôi và đưa lên vùng mắt đâu nha, mà phải dùng riêng. Bởi vì vùng da mắt nó rất là nhạy cảm, thì cái C ở đây có thể là C dạng este, nồng độ rất là thấp thôi, hoặc retinol cũng vậy, nồng độ nó rất là thấp để hỗ trợ thêm cho làn da. Đó, thì nếu như mà dưới 30 tuổi có thể chỉ cần kem dưỡng mắt nó rất là rẻ thôi, khoảng 100-200 nghìn bôi sáng tối. Còn nếu ở ngoài độ tuổi 30 mà đã bắt đầu có quầng thâm rồi thì có thể kết hợp là buổi sáng dùng kem mắt là dưỡng, còn buổi tối là dùng kem mắt treatment á, có vitamin C và retinol. Điều thứ hai là chính là chúng ta hãy có thói quen massage mắt. Cái này chỉ cần khoảng tầm 1-2 phút vào buổi tối thôi. Khi chúng ta skincare thì hãy massage vùng mắt này. Tôi đã làm rất là nhiều các cái video chia sẻ về massage. Cái lý do khiến chúng ta bị quầng thâm á, đó chính là do cái máu của chúng ta phần mắt này nó không được lưu thông, nó bị tắc nghẽn. Đó, vì vậy việc chúng ta massage mắt như này nó vừa tăng cái lưu thông tuần hoàn máu này, và việc chúng ta bôi thêm dưỡng chất vào nó sẽ thẩm thấu rất là tốt. Mà ngoài ra massage nó còn hỗ trợ giảm tình trạng cái vết nhăn ở vùng mắt này nếu mà mới xuất hiện nữa. Đó, vậy là mỗi buổi tối hãy dành khoảng tầm từ 1-2 phút để massage cho cái vùng mắt này. Điều thứ ba là hãy bảo vệ vùng da mắt. Nhiều chị em chỉ quan tâm đến vùng da mặt và đi ra ngoài chỉ có mỗi đeo khẩu trang thôi, bỏ nguyên cái vùng mắt là chúng ta không có bôi thoa gì cả. Vậy thì đây chính là lý do khiến mắt chúng ta bị quầng thâm này, bị nhăn này, bị lão hóa này, thậm chí bị bọng mắt. Thì có hai cái vật bất ly thân khi mà chúng ta đi ra ngoài. Thứ nhất là việc bôi kem chống nắng này, thì hãy bôi vào cái phần vùng mắt này nhá. Hoặc là chị em nào đó mà chúng ta thấy rằng là bôi cho vùng mặt mà thấy hơi bị cay thì có thể là mua riêng, đầu tư riêng một cái loại kem chống nắng dành cho da nhạy cảm nhất này để bôi cho vùng mắt này. Thứ hai là khi ra ngoài cần phải có kính. Đó, bởi vì cái làn da mặt của chúng ta được bảo vệ bởi UV rồi, bây giờ vùng mắt của chúng ta không được bảo vệ gì cả, và đây lại là vùng da rất là nhạy cảm. Vậy thì đeo kính mà kính bảo vệ UV là hỗ trợ cho chúng ta giảm thiểu cái tình trạng là quầng thâm, thậm chí là nhăn và lão hóa ở cái vùng mắt này. Điều thứ ba, cái điều này cũng rất là cơ bản quan trọng, nhưng nếu sử dụng cái điều này thì có thể giảm tình trạng gần như là ngay tức khắc. Trước khi bước vào phần này thì đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới. Đó là việc chúng ta hãy bổ sung thêm những cái mặt nạ chuyên dụng dành riêng cho vùng mắt. Nhiều chị em chúng ta đắp mặt nạ chỉ đắp cho vùng mặt thôi đúng không? Chúng ta quên mất bằng cái mặt nạ thường sẽ khoét cái vùng này và bỏ qua vùng mắt này. Nhưng nếu đã qua độ tuổi 30 rồi và nếu chúng ta đang gặp tình trạng quầng thâm này, hay là bọng mắt này, hay là chúng ta bị nhăn, thì nên có những mặt nạ chuyên dụng dành riêng cho vùng mắt. Thứ nhất là về cái hình dáng mặt nạ thì thiết kế riêng cho vùng bọng này, chúng ta đắp vào nó sẽ đảm bảo ôm trọn vùng này hơn. Điều thứ hai này là cái dưỡng chất ở trong mặt nạ này thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ cấp ẩm cho làn da mắt của chúng ta nó tốt hơn. Vậy thì ngoài việc chúng ta đắp mặt nạ cho vùng da mặt thì kết hợp thêm một xíu là thêm hai miếng mặt nạ mắt ở hai bên này, một tuần khoảng tầm 2 lần thì tình trạng bọng mắt này, quầng thâm mắt nó sẽ giảm thiểu một cách đáng kể. Và thực tế việc chúng ta đắp mặt nạ mắt này nó không quá đắt tiền đâu, một cái hũ đâu đó khoảng tầm 200-300 nghìn ấy, đắp vào rất là nhiều, có rất là nhiều miếng ở bên trong, chị em có thể tham khảo cái liệu pháp này. Và điều quan trọng tiếp theo đó chính là việc ngủ đủ giấc. Rất nhiều chị em chúng ta gặp tình trạng là ngủ này, buổi sáng thức dậy thì bắt đầu thấy quầng thâm luôn. Và thứ hai là chúng ta ngủ thức dậy thấy rằng mắt chúng ta bị sưng, bị húp luôn.
Thì cái việc chúng ta ngủ buổi đêm là rất quan trọng. Nó sẽ hỗ trợ cơ thể của chúng ta tăng cái lưu thông tuần hoàn máu này, sửa chữa các thứ tế bào cho làn da của chúng ta. Và rất là nhiều những chị em chúng ta chỉ cần thức đêm một đêm thôi, thế hôm sau quầng thâm luôn. Vậy thì ngủ sớm và ngủ đủ giấc đó chính là một cái thói quen không đồng, nhưng nó lại khiến cho vùng da mắt của chúng ta có thể giảm quầng thâm một cách nhanh chóng. Rồi, và trên đây chính là chia sẻ của Hương về 5 mẹo giúp chị em đánh bay quầng thâm mắt. Và chúng ta đang gặp tình trạng quầng thâm như thế nào, có thể comment ở phía dưới. Và trong quá trình skincare chăm sóc da, gặp bất kỳ điều gì, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.